nay xin giới thiệu với cả nhà là chậu hoa tố nữ nhé. Bông rất là đẹp luôn mọi người. Hoa tố nữ này nó có màu đỏ tươi, cánh rất là đẹp, đặc biệt nó là hoa chùm và chơi rất bền. Hoa nó nở tổng cái thời gian chơi nó rơi vào khoảng 3 tuần, 2 tuần là có là cái thời điểm chơi đẹp nhất nhé. 2 tuần là thời điểm chơi đẹp nhất. Thế còn đâu nó chơi được khoảng 3 tuần. Cái chậu này mình mới trồng được khoảng hơn 5 thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy mầm chưa? Nhìn thấy nụ. Nụ đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Tết mà có chậu này thì để chơi từ trước Tết cho đến hết Tết thì thôi. Đấy, mình quay là cái chùm nụ cho mọi người xem này. Đấy, đây nhá. Đấy, mọi người có thể đếm cái lượng nụ ở trên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nụ. Đấy, 7 nụ rất là đẹp. Hoa hồng thì nó cũng giống như các cái loại hoa hồng khác, đến mùa đông thì nó rất là khỏe, nhưng mà mùa hè thì nó sẽ bông nó sẽ yếu hơn, bông yếu kém hơn. Đây, xem cho mọi người xem đấy nhá. Đấy, tố nữ đấy. Trên nữa còn 2 nụ nữa nhé. Còn đây này, mọi người nhìn này. Đấy, rất là nhiều nụ luôn. Có một chậu thôi. Một chậu ở đây. Bông, bông sắp nở nhé. Đấy. Đấy. Mầm lọc tuyệt vời chưa? Quá đẹp luôn nhé. Cái là chăm rất là đơn giản, cũng như mọi các loại hồng khác, mình chỉ trồng mình chỉ cho phân gà thôi, phân gà để hoai mục với một ít thỉnh thoảng cho ít lân. Đó. Có ngày thì sang năm là rất là to. Đây, đây là một chùm, đây có 3 nụ nhá. Luôn các bạn thấy, thực sự là mình biết mình nhiều loại hoa nhưng mà thấy cái loại hoa này càng thấy hợp lý. Một số các cái loại hoa nhập nước ngoài khác cánh bông cũng rất là đẹp, cũng phù hợp với cả là giới trẻ hiện tại, nhưng mà có một điểm mình không hài lòng đó là chăm rất là khó. Vì hồng của mình chủ yếu là trồng, mình trồng nhiều, trồng để chơi, nên là mình không có công để chăm sóc nhiều. Thỉnh thoảng bón phân cũng 2-3 ngày mới tưới được một lần nước. Cho nên là mình phải chọn những cái giống hoa mà nó có cái sức khỏe phát triển mạnh. Phát triển được mạnh thì chúng ta đỡ phải chăm sóc nhiều. Vừa ngắm chơi nhá, chúng ta vừa ngắm chơi buổi sáng
trời trong xanh, trời thoáng mát thì chúng ta chịu khó chơi ví dụ như là cái này cắt bỏ. Nhớ là khi hoa mà chơi xong ấy, nếu mà có công chúng ta cắt bỏ cái đầu đi, cắt bỏ cái đầu đi thì nó để nó lại tiếp tục nó bật ra các cái mầm nụ khác để ta tiếp tục chơi. Đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Với mình thì đây tuyệt vời, đặc sắc. Màu video nhìn nó không được nét bởi vì mình quay bằng điện thoại thôi, nhưng mà nếu mà các bạn nhìn nó mắt thường ở ngoài thì phải nói là không còn gì bằng luôn. Vừa hoa vừa nụ. Quá là đẹp luôn, quá đỉnh luôn. Đây mình quay sang bên này nhé. Đây một chậu nữa của mình. Một chậu nữa của mình. Đây lộc. Các bạn nhìn lộc tua tủa luôn. Đấy. Đấy các bạn nhìn cái vết cắt này. Đấy, chơi mới chơi hoa xong cắt nó lại này. Này lộc để ra hoa tiếp ấy. Còn dưới kia, đây dưới kia lại cũng có một cây nó đang ra kìa. Trồng dưới xuống đất. Đấy không? Thấy lọc chưa? Đó. Lá đầy luôn. Các bạn yêu hoa hồng có thể là tìm hiểu cái giống hoa tố nữ này để trồng chơi nhá. Đây các bạn nhìn cành ở đây. Đó. Nhìn cái đầu cành nó như kiểu nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bông đẹp không. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn. Chúc các bạn sức khỏe.